Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Indonesia chuẩn bị 3 chiếc máy bay để di tản 1.000 người Palestine đến Jakarta. Các lực lượng vũ trang quốc gia của Indonesia xác nhận họ đã chuẩn bị 3 chiếc máy bay để di tản tới Indonesia đối với khoảng 1.000 người Palestine bị thương trong các cuộc tấn công của Do Thái ở dải Gaza. Theo hãng tin Antara vào ngày 16 tháng 6 cho hay, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang quốc gia của Indonesia là ông Agus Subianto cho hay, những chiếc máy bay nói trên sẽ chở những người Palestine bị thương di tản tới Indonesia để được điều trị tại Bệnh viện quân đội Gatot Soebroto và Bệnh viện quân đội Jendral Besar Sudirman. Ông Agus Subianto cho hay hai bệnh viện nói trên nằm ở Jakarta có thể tiếp nhận tới 1.000 bệnh nhân, đồng thời cho biết rằng tất cả những người Palestine bị thương được di tản đều sẽ được cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và được điều trị tốt nhất. Indonesia cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp thêm hàng hóa nhân đạo cho dải Gaza, bao gồm cả những chiếc tàu bệnh viện, miễn là lệnh ngưng bắn được thực hiện và quân đội Indonesia nhận được sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc. Tại hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi gần đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia là Prabowo Subianto đã nhắc lại lập trường không thay đổi của Indonesia, đó là cuộc xung đột vũ trang ở dải Gaza cần phải được giải quyết thông qua các cuộc ngưng bắn và đàm phán. Đài Loan đưa vào sử dụng tàu tuần tra 4.000 tấn. Lãnh đạo Đài Loan là Lại Thanh Đức đã có bài phát biểu trong lễ đưa vào biên chế tàu tuần tra 4.000 tấn mới. Ông Lại cho hay là tàu tuần tra mang tên là Vân Lâm sẽ gia nhập vào đội tàu khu vực phía Nam của lực lượng tuần duyên Đài Loan đóng ở thành phố Cao Hùng, tăng cường khả năng của đơn vị này trong việc tiến hành tuần tra cùng với tìm kiếm và cứu nạn. Ông Lại còn nói rằng các dự án đóng tàu đã củng cố năng lực đóng tàu của Đài Loan và tăng cường khả năng tuần tra bờ biển của quốc gia này. Ông cho biết thêm, Đài Loan sẽ đóng 141 tàu tuần tra mới cho đến năm 2027. Vân Lâm là tàu tuần tra lớp Gia Nghĩa, 4.000 tấn thứ ba được đưa vào sử dụng. Các tàu tuần tra lớp Gia Nghĩa có thể chịu đựng gió cấp 10, tầm hoạt động 10.000 hải lý, được trang bị 3 vòi rồng. Nhà nghiên cứu Tô Tử Vân ở Viện Nghiên cứu An ninh và Phòng vệ Đài Loan nhận định rằng các tàu tuần tra lớp Gia Nghĩa có tầm hoạt động và khả năng cơ động tốt. Ông Tô nhận định các tàu lớp Gia Nghĩa được thiết kế để hộ tống các tàu đánh cá của Đài Loan hoạt động ở trong vùng biển tranh chấp và bảo vệ các tàu dân sự khỏi cướp biển. Ngoài ra, các tàu lớp Gia Nghĩa cũng có thể được khai triển để đối phó với các tàu hải cảnh của Trung Quốc nếu cần thiết. Hàng triệu người vượt qua nắng nóng để tham dự lễ hành hương có tên là Hajj ở Saudi Arabia. Vào ngày hôm qua, 16 tháng 6, hơn 1.500.000 người Hồi giáo đã vượt qua nắng nóng để tới khu vực núi Arafat tham dự lễ hành hương có tên là Hajj hàng năm và thực hiện hình thức cầu nguyện kéo dài hàng giờ đồng hồ. Hajj là một trong những nghi lễ tôn giáo lớn nhất thế giới. Dòng người bắt đầu đến núi Arafat từ lúc bình minh để tham dự một trong những nghi lễ thử thách nhất trong các nghi lễ hàng năm. Các tín đồ phải leo lên ngọn đồi đá cao 70 mét để đến nơi được tin là nhà tiên tri Mohammed đã thực hiện buổi thuyết pháp cuối cùng. Lễ Hajj năm nay diễn ra trong lúc cộng đồng người theo đạo Hồi giáo hướng về những người Palestine đang chịu tác động nặng nề của cuộc xung đột giữa Hamas và Do Thái ở dải Gaza. Giới truyền thông tại Saudi Arabia đưa tin có khoảng 2.000 người Palestine tham dự lễ hành hương Hajj năm nay theo lời mời đặc biệt của quốc vương Saudi Arabia, đó là vua Salman. Công tác tổ chức dịp lễ này đang chịu tác động ngày càng rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu. Một cuộc nghiên cứu của Saudi Arabia được công bố hồi tháng trước cho thấy nhiệt độ trong khu vực này đang tăng 0.4 độ C trong mỗi thập niên. Nhiệt độ dự báo sẽ lên tới 43 độ C, gây nhiều khó khăn cho những người hành hương đến núi Arafat, vốn đã phải trải qua một đêm nghỉ tạm tại các khu lều ở thung lũng Mina bên ngoài thánh địa Mecca. Theo giới hữu trách của Saudi Arabia cho hay, hồi năm 2023, quốc gia này ghi nhận hơn 10.000 trường hợp gặp phải tình trạng bị sốc nhiệt, trong đó có 10% số người nói trên bị say nắng. Hoa Kỳ tố chiến hạm của Iran đã bỏ mặc thủy thủ hàng của tàu bị Houthi tập kích. Tàu hàng Verbena có treo cờ Palo do Ba Lan vận hành đã bị lực lượng Houthi tập kích phi đạn 2 lần. Và thủy thủ đoàn của con tàu này vào ngày 16 tháng 6 phát hiện ra tín hiệu cầu cứu và thông báo là đang rời phương tiện. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Hoa Kỳ là CENTCOM, Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết hộ vệ hạm của Iran cách tàu Verbena gần 15 cây số, tuy nhiên đã không phản hồi tín hiệu cầu cứu từ các thủy thủ trên con tàu này. Giới chức Iran vẫn chưa bình luận gì về tuyên bố của quân đội Hoa Kỳ. Tàu hàng Anameda tới hỗ trợ và đã cứu được các thủy thủ và đưa họ đến nơi an toàn. Các thủy thủ phải bỏ con tàu Verbena do hỏa hoạn không thể kiểm soát được. Vụ tập kích khiến cho một thủy thủ đoàn trên con tàu Verbena bị thương nặng. Người này được máy bay từ tuần dương hạm USS Philippine Sea chuyển đến một tàu đối tác của Mỹ gần đó để chăm sóc. Houthi đã bắt đầu tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ kể từ tháng 11 năm ngoái và đã đánh chìm một tàu hàng. Nhiều công ty vận tải phải cho tàu chuyển hướng vòng qua phía nam của châu Phi với quãng đường và thời gian di chuyển dài hơn, kéo theo chi phí cao hơn. Hoa Kỳ cáo buộc Houthi đang đe dọa ổn định của khu vực và gây ra nguy hiểm đến tính mạng của các thủy thủ ở tại Biển Đỏ và vùng vịnh Aden. Lực lượng Hoa Kỳ và Anh Quốc từ tháng 1 đã nhiều lần tấn công vào những mục tiêu của Houthi để trả đũa hoặc là ngăn chặn hoạt động tập kích tàu hàng của họ. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả và khả năng duy trì chiến dịch của Mỹ và nước Anh, khi chưa có dấu hiệu cho thấy là Houthi sẽ ngừng tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ. Thụy Điển và Iran trao đổi tù nhân. Thụy Điển đã trả tự do cho một công dân của Iran bị cáo buộc tham gia hành quyết hàng loạt để đổi lấy hai công dân của Thụy Điển bị Iran giam giữ. Kazem Gharehbabadi là một giới chức nhân quyền hàng đầu của Iran cho hay Thụy Điển đã trả tự do cho Hamid Nouri là một cựu giới chức của Iran bị Thụy Điển bắt giữ với cáo buộc là đã tham gia hành quyết hàng loạt các tù nhân chính trị hồi năm 1988. Ngoại trưởng của Thụy Điển là Kristensen vào cùng ngày thông báo rằng Johan Floderus và Sa'id Azizi là hai công dân của Thụy Điển bị bắt giữ ở Iran đang trên máy bay trở về quê nhà. Ngoại trưởng của Thụy Điển xác nhận thêm rằng ông Nouri đang được đưa về Iran nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết vì lý do an ninh. Bộ Ngoại giao của Oman cho hay quốc gia này đã đóng vai trò đứng ra làm trung gian để cho Thụy Điển và Iran đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân. Nhiều năm qua, Oman được coi là cầu nối giữa Iran và các quốc gia phương Tây, từng nhiều lần giúp cho hai bên đạt được các thỏa thuận trao đổi tương tự. Ông Nouri bị bắt giữ tại phi trường Stockholm vào năm 2019 khi ông ta tới Thụy Điển để du lịch. Ông này bị kết án tù chung thân với cáo buộc là đã phạm tội ác chiến tranh, tham gia vào các cuộc hành quyết tập thể cũng như tra tấn các tù nhân chính trị tại nhà tù Gohadas ở thành phố Karas của Iran vào năm 1988. Tòa án ở Stockholm của Thụy Điển xác định rằng ông Nouri khi đó là phụ tá của phó công tố viên tại nhà tù Gohadas. Ông ta đã bác bỏ các cáo buộc và cho rằng chính phủ Iran cũng khẳng định ông bị bắt một cách bất hợp pháp. Còn Floderus thì bị bắt giữ ở Tehran vào năm 2022 với cáo buộc là đã làm gián điệp cho Do Thái và truyền bá sự băng hoại trên trái đất. Đó là thuật ngữ ám chỉ tội danh phải chịu án tử hình tại Iran. Campuchia triệt phá được một động mại dâm ở Phnom Penh có 150 cô gái với nhiều quốc tịch khác nhau. Theo báo Khmer Times, cơ quan chống buôn người và bảo vệ trẻ vị thành niên thuộc về Bộ Nội vụ Campuchia đã phối hợp với cảnh sát Phnom Penh triệt phá được ổ mại dâm ở hộp đêm mang tên Bảo Lệ Kim thuộc về quận Hà Thu Phọc của Phnom Penh. Chính quyền Campuchia cho biết, vụ triệt phá nói trên dựa theo kết luận báo cáo cho thấy hộp đêm Bảo Lệ Kim đang khai triển các hoạt động mua bán dâm bất hợp pháp. Cảnh sát Phnom Penh đã bắt giữ được 194 đàn ông và phụ nữ để phục vụ cho công tác điều tra và xử phạt. Trong đó có khoảng 150 phụ nữ mang quốc tịch Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Các tình tiết liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của cơ sở giải trí này vẫn đang được lực lượng chức năng Campuchia làm rõ. Nhiều tháng qua, lực lượng chức năng Campuchia thường xuyên tổ chức những cuộc kiểm tra và triệt phá các ổ tệ nạn xã hội trên phạm vi cả nước. Gần đây, có 4 thanh niên đã bị cảnh sát của tỉnh Banteay Meanchey bắt với hành vi sử dụng ma túy trong hộp đêm. Tháng 10 năm ngoái, cảnh sát Phnom Penh cũng đã phát hiện và bắt giam 90 người ngoại quốc đánh bạc và sử dụng ma túy tại một hộp đêm lớn. Nhiều nguồn tin khẳng định là số ma túy mà lực lượng chức năng tịch thu được trong vụ này lên đến là hơn 5 kg. Tin đến từ Tokyo cho hay, Nhật Bản tiêu hủy hơn 70 tấn sữa nguyên liệu bị lẫn chất tẩy rửa. Vào ngày 16 tháng 6, Hiệp hội Nông nghiệp của tỉnh Oita, miền nam của Nhật Bản cho biết rằng họ đã phải tiêu hủy hơn 70 tấn sữa tươi nguyên liệu do bị trục trặc khi mua nguyên liệu từ trường đại học nông nghiệp tỉnh Oita, khiến cho chất tẩy rửa bị trộn lẫn vào sữa. Theo tin từ trường đại học nông nghiệp tỉnh Oita cho hay, nhà trường đã vận chuyển 322 kg sữa tươi nguyên chất tới Hiệp hội Nông nghiệp của tỉnh để sản xuất sữa theo kế hoạch cung ứng nguyên liệu. Tuy nhiên, phía Hiệp hội này xác nhận rằng hàm lượng sữa trong số này thấp bất thường và yêu cầu phía nhà trường kiểm tra lại. Sau khi nhà trường kiểm tra 220 kg sữa nguyên liệu trong kho, họ đã phát hiện có lẫn một lượng chất natri hypochlorite là thành phần chính có trong những loại nước tẩy rửa công nghiệp. Qua kiểm tra thì nhà trường phát hiện các thiết bị tự động làm sạch đường ống đã được mở lên trùng với thời điểm vắt sữa, khiến cho khoảng 100 kg chất tẩy rửa công nghiệp bị hòa vào sữa nguyên liệu. Tại cuộc họp báo ngày 16 tháng 6 vừa qua, hiệu trưởng của trường nông nghiệp tỉnh Oita, đó là ông Yoshiaki Fujita, đã gửi lời xin lỗi tới nhà sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời cam kết sẽ gia tăng việc kiểm tra.